Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ban ngành có liên quan. Mục đích của kỳ họp thứ 14 nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung khác. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến thông qua khoảng 40 báo cáo tờ trình. Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023. Trước khi tổ chức cuộc họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri của các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh đúng quy định của pháp luật, thiết thực và hiệu quả, đúng tiến độ thời gian. Tiếp tục đổi mới phương thức chuẩn bị, tiến hành kỳ họp theo hướng cải cách hành chính trên cơ sở đảm bảo đúng luật và nâng cao chất lượng kỳ họp. Tài liệu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng tiến độ và gửi vào hệ thống quản lý, điều hành các hoạt động của Hội đồng Nhân dân kịp thời để các đại biểu có thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp trong kỳ họp, đưa ra quyết định chính xác khi thông qua nghị quyết. Các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung kế hoạch tích cực chuẩn bị các báo cáo tờ trình có chất lượng tốt và đảm bảo tiến độ, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong việc chuẩn bị các nội dung và phục vụ kỳ họp. Đồng chí đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, đảm bảo đúng luật, dân chủ, hiệu quả và tổng hợp đầy đủ ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh. Chúng ta phải chuẩn bị hết sức chú đáo, kỹ lưỡng, trong đó có những nhận định đánh giá khách quan để chúng ta làm. Và cũng nêu được những cái vấn đề mà nỗi chủ quan mà do hệ thống của chúng ta ở trong chính quyền địa phương của chúng ta ở đây mà chưa phát huy hết khả năng để chúng ta thực hiện được. Đấy là cái yêu cầu hết sức là cần phải rõ. Và đặc biệt là các ban cũng bám vào cái nội dung để chúng ta để thẩm tra làm sao cho nó rõ cụ thể. Các vấn đề đánh giá về tình hình nhận định thì trong báo cáo chung của ủy ban chúng ta phải có đánh giá. Đặc biệt chỉ tiêu đất lúa mà tới đây đã thông qua để chúng ta bổ sung và điều chỉnh. Cố gắng là dành những một buổi để cho các tổ đại biểu chúng ta thảo luận. Vì chúng ta là cần ý kiến tập thể, mỗi người có sáng kiến khác nhau. Nếu thảo luận tổ thì chúng ta thấy là nhiều nội dung có như thế. Tại sao huyện xã bây giờ đầu tư công cũng không đầu tư được? Tại sao thu ngân sách các địa phương lúc tăng như thế thì có huyện thì giảm? Đấy, thưa đồng chí như thế. Thì nguyên nhân do đâu chúng ta nghe cơ sở người ta nói. Hay như vấn đề là môi trường bây giờ chúng ta cố gắng khắc phục. Thế sao bây giờ kỳ họp nào cũng lên? Thì nó do đâu? Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri là trước kia trong kỳ họp 11 và trước ấy, các cái kỳ họp trước đây. Đấy, để các đồng chí tổng hợp cho cái này. Thì cái đề nghị cái này các đồng chí gửi sớm cho. Có thể là trước mùng 10 tháng 6. Có thể sớm hơn nữa vì cái này là chúng ta đã tổng hợp rồi. Thế nếu có được nữa thì chúng ta hoàn thiện. Vì vẫn còn một số ý kiến của cử tri các huyện là các cơ quan hữu quan là chưa trả lời. Vẫn ghi nhận. Đấy, như thế. Thì nay phải trả lời tiếp. Để tiếp xúc cử tri thì chúng ta phải thông tin đến cho cử tri các địa phương chúng ta nắm được.